Trụ sở làm việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thiện đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm 2023, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa công sở. Dự án trụ sở làm việc Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La có diện tích 1,2 ha, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Quy mô công trình nhà làm việc 6 tầng gồm 4 tầng nổi, 1 tầng bán hầm và 1 tầng tum. Khuôn viên cây xanh và hạng mục phụ trợ, hệ thống đường giao thông, cấp điện, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với các hạng mục khác. Dự án được triển khai thi công từ tháng 6 năm 2022, đến nay đã thi công được khoảng 50% khối lượng phần thô. Từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ hoàn thiện phần thô và phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ vào tháng 10 năm sau. Hiện tại thì tất cả các vật tư thì chúng tôi, vật tư cấu thành sản phẩm của công trình thì chúng tôi nhập đầy đủ để đã không làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Cái thứ hai là về nhân lực thì hiện tại trên công trình chúng tôi đang huy động gần 100 công nhân làm 3 ca để đảm bảo cái tiến độ và chất lượng công trình. Việc xây dựng trụ sở làm việc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La khang trang hiện đại là hết sức cần thiết, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội hướng tới xây dựng đô thị văn minh hiện đại.